Lewandowski hy vọng lời nói của Messi là thật lòng. Tiền đạo người Ba Lan bày tỏ cảm nghĩ về bài phát biểu của Lionel Messi trong gala trao giải quả bóng vàng 2021. Tôi muốn hy vọng lời nói của Lionel Messi trong gala trao quả bóng vàng đều thật lòng, gầu dẫn lại phát biểu của Robert Lewandowski. Tất nhiên, tôi tôn trọng những thành tựu anh ấy đã đạt được. Việc so tài với Messi cho thấy trình độ mà tôi có thể đạt đến. Tôi khá buồn khi không phải là người chiến thắng. Nhưng thật may khi tôi và Messi không phải đối đầu sau buổi lễ trao giải. Tiền đạo người Ba Lan ám chỉ việc Bayern chuẩn bị gặp Barca ở Champions League, nhưng Messi đã chuyển sang chơi cho PSG. Trước đó, Messi có những phát ngôn tôn trọng dành cho Lewandowski. Siêu sao người Argentina khẳng định Lewandowski sẽ là người giành quả bóng vàng nếu gala năm ngoái được tổ chức, đồng thời gợi ý cho Frank Football về việc trao lại cho tiền đạo sinh năm 1988 danh hiệu cá nhân Anh xứng đáng nhận trong năm 2020. Tổng biên tập Frank Football ông Pascal Ferrer thừa nhận Messi đã có ý tưởng hay. Tuy nhiên, Frank Football vẫn cần tôn trọng lịch sử bởi quả bóng vàng lâu nay chỉ được trao sau cuộc bầu chọn từ các nhà báo trên toàn thế giới. Ở cuộc đua quả bóng vàng 2021, Messi được 59 trên tổng số 180 nhà báo tham gia bình chọn xếp ở vị trí số 1, nhiều hơn 12 so với Lewandowski. Trong khi Messi xa suốt kể từ khi đầu quân cho PSG, Lewy vẫn đang có phong độ tốt trong màu áo Bayern mùa này với 27 bàn trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, để có thêm cơ hội cạnh tranh quả bóng vàng 2022, Lewandowski phải có thống kê tốt ở cả cấp tuyển. Anh cần giúp tuyển Ba Lan giành vé dự World Cup tại Qatar vào cuối năm sau thông qua loạt trận playoff.